chào các bạn thân yêu của chị nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khui búp bê xem búp bê của Shop có dễ thương không ha. Đây, cái hộp thì nó giống y như nhau hết trơn luôn. Cô bé Lè Lễu và một con búp bê và những bạn gửi đến Tama rất là dễ thương luôn. Và hộp đầu tiên các bạn đoán xem là em búp bê mặc váy gì? Chị đoán là váy trắng. Tên 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 tên. Wow. Trời nó chơi thôi mà nó váy trắng thiệt luôn này, trời đất ơi. Đó, nó có ren nè, đó tóc nè. Ôi trời ơi dễ thương lại còn có cái nữa. À váy trắng mà có cái viền đỏ ở dưới nha. Ây da, có chỗ nào hơn? Thôi bây giờ khui tiếp đi nha. Rồi lộ mở lên chứ. Bây giờ sẽ là bạn này. Màu gì đây? Màu xanh. 1, 2, 3. Ôi trời ơi, chắc là các bạn tưởng đâu là chị đã biết trước hay không. Hồi nãy chị bỏ đại, chị không có ngó luôn. Vậy nè, trúng váy xanh luôn. Màu hồng nè, đó đẹp quá. Bây giờ màu tím, tan tan tan, sai bét luôn. Màu hồng, màu hồng caro và có nơ. Quan trọng nhất, ôi cái con mắt của em này thì nhìn nó kiểu như là nó không có đen bằng con này đúng không các bạn? Đó, các bạn thấy hai cặp mắt này thì bạn búp bê xanh nhìn nó hiền hơn ha, còn bạn này thì kiểu như sẽ đóng trong những cái vai mà dữ hơn. Đó, và ba bạn này thì các bạn thấy như thế nào? Giá 80.000 các bạn comment thử coi là mắt hay rẻ. Và các bạn thích mắt đen hay là thích mắt to tròn như thế này? Tan tan tan, tiếp theo là một hộp siêu to luôn nha, nó to hơn mấy cái hộp này luôn. Đó các bạn xem nè. Đó, nó siêu to như thế này luôn. Và em búp bê không biết có giống cái này không nữa. Rất là đẹp nè. Đó, cô dâu. Trời ơi, dễ thương dễ thương. Bên đây nữa nè. Đó, và chúng ta sẽ lật lên nha. Thực ra nó cũng không phải gì đặc biệt đâu. Cái này là mặt sau. Và đây là mặt trước nè. Tan tan tan. Cũng là 4 em búp bê nha. Mỗi em thì cũng là 80.000. Váy trắng nè, váy tím nè, váy vàng và váy xanh. Và chị phát hiện ra đây là mắt tròn nơ hồng này nha. Ở đây cũng mắt tròn. Ở đây cũng mắt tròn. Và ở đây có một bạn này à, cái mắt giống các bạn hồi nãy đó. Như vậy là cái bạn này á, là hiếm hơn nha. Đó, cũng là váy trắng nè. Đó, này thì váy tím nè. Váy vàng nè. Ồ, tay là có khớp nha. Nãy giờ không để ý luôn. Tay chân có khớp đó các bạn. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Bạn này thì lại còn có cái tóc màu khói nữa nè. Rất là xinh nha. Đó, trong các màu tóc á thì màu này là chị thấy xinh nhất luôn. Cái này thì màu vàng nhạt nha. Hay da, và nói khui á thì phải khui đúng không nè. Đây, chị sẽ bỏ nó ở đây và bây giờ chị sẽ khui con trắng này đi. Ui. Đó. Ôi nó dính cái chân lại rồi các bạn ơi. Nó đã dính cái chân lại nha. Và mình có thể tháo như thế này nè. Đó, đây. Chỉnh cái áo lại. Đó. Cái tóc nè. Cái tóc của nó thì nó lọn lọn nha, cái nơ của nó nè. Đặc biệt nè. Wow, cái gì cũng xinh hết luôn. Cái váy nó theo 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 theo. Cái tay này nha các bạn. Đó, cái tay thì nó sẽ có khớp. Đó, nó nhỏ xíu nhưng mà nó cũng có khớp nè. Xin chào các bạn nha. Các bạn có muốn đón mình về nhà hay không? Mình là búp bê dễ thương 80.000 phong cách GP Nhật Bản. Rất là đẹp luôn. Đây, trời gắn váy lên. Có một đôi giày. Wow. Và có cả khớp cổ chân luôn nè. Các bạn xem nó cử động nè. Ôi, có cả khớp cổ chân luôn, khớp này luôn. Ôi, quá tuyệt vời luôn nha. Và tất cả các bạn này đều giống như nhau hết luôn đó. Các bạn nghĩ sao nè? Màu nào thì các bạn thích nha. Còn video khui búp bê 80k của chị thì đến đây là kết thúc rồi đó. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yêu các bạn rất nhiều luôn nha. Đừng quên đăng ký thành viên kênh. Để kỳ này thôi, chị sẽ khui hết cho các bạn tha hồ xem nha. Chào tạm biệt. Muốn đặt hàng thì gọi 0937 899 707 để đặt hàng nha. Nhớ xin phép ba mẹ và có thể nhắn tin Zalo số điện thoại 0937 899 707 luôn đó. Yêu các bạn nhiều.